Chào mừng các bạn đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một cặp cái Anh Gút các bạn, mẫu độ nha các bạn. Cặp cái Anh Gút mẫu độ và một con đực Anh Gút lẻ. Đây đứng trước mặt bạn là con đực Anh Gút lẻ nè các bạn. Con này thì chủ báo giá là 13 triệu 500 ngàn các bạn. 13 triệu 500 ngàn. Đầu trọc lóc, lưng đôi, chân móng nó hoàn thiện, đòn dài, đít nè, đòn quay, cái đầu như cái húng luôn các bạn. Cái dòng Anh Gút nó là vậy các bạn, cái đầu già bá luôn các bạn thấy không, lưng thẳng băng, vai hở, xương xương cối nha các bạn. Giá là 13 triệu 500 ngàn con đực Anh Gút này các bạn, 13 triệu 500 ngàn. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Đây cặp cái Gút này các bạn. Đó, cặp cái Gút, cặp cái này con nào sau này các bạn nuôi lên có lên độ được các bạn. Cái dòng Anh Gút rất là mát sữa các bạn, nuôi con rất là giỏi nha. Cặp cái tơ này các bạn, cặp cái Anh Gút tơ, cặp này thì chủ báo giá là 46 triệu các bạn. Đó, đầu trụi, rúng, lưng thẳng, đòn dài, rúng đầu nghiêm chỉnh, chân móng nó hoàn thiện, xương cối. Đó, đòn cực kỳ dài luôn các bạn. Cặp cái Anh Gút này thì chủ báo giá là 46 triệu các bạn, 46 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, bốn vú đều cái tơ nha các bạn, chân móng đồ hoàn thiện, rúng nè, yếm. Đó, xương xương cối. Đó, đầu trọc lóc, đòn dài, giá 46 triệu các bạn, giá 46 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Cái dòng cái Anh Gút các bạn, đó, sau này nó đẻ ra nuôi con rất là giỏi các bạn và rất là mát sữa nha, nuôi con rất giỏi rất mát sữa. Đó, mà cặp này sau này các bạn nuôi lên dạng tàn độ không các bạn, con nào dạng xương cũng xương cối hết các bạn, con nào dạng xương cũng xương cối hết. Đây còn kế tiếp nè các bạn, đó, đòn dài, cái đầu như cái húng luôn các bạn thấy không, cái lưng thẳng băng, cái lưng bằng nghiến luôn các bạn, cái đầu như cái húng à. Chân móng nè đồ hoàn thiện này, chân rúng các bạn thấy không, thấy cái này vú không các bạn, bốn vú nó đều văng này các bạn ơi. Đó, đòn dài, lông đuôi một chùm, chân móng nó hoàn thiện hết các bạn, đều là móng sò hết, đều là móng sò hết các bạn, xương là xương cối. Giá là 46 triệu các bạn, giá là 46 triệu cặp cái Anh Gút các bạn. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn, mình comment dưới màn hình video. Chân móng nó hoàn thiện hết, rúng nó nghiêm chỉnh, lưng hẳn băng, lưng đôi lưng hẳn băng các bạn. Đó, đầu thì đầu to. Đó, đòn thì dài, xương xương cối. À, cặp cái Anh Gút này thì chủ báo giá là 46 triệu bạn, 46 triệu. À, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Và bây giờ mình sẽ đo cận cảnh cho anh em thấy luôn các bạn. Đây. Cao 1m22 bò các bạn, cao 1m22 bò. Đích là cao 1m26 bò. Đó. Đích là cao 1m26, ngay sẽ lưng ngay giữa lưng là cao 1m22. Đó, vàng anh dòng Anh Gút này nó có ngang dữ lắm nha các bạn, nó có ngang dữ lắm. Đó, ngay giữa lưng là cao 1m22, sau đít là cao 1m26, chân móng đồ hoàn thiện, rúng đồ nghiêm chỉnh, cái đầu thì trụi, đòn dài, lưng thẳng. Đó, cao 1m22 bò. Đó, cao 1m22 bò. Đây còn tiếp theo, rúng đồ nghiêm chỉnh, đầu trụi, đòn dài, lưng thẳng, chân móng đồ hoàn thiện. Đây, cao 1m17 bò. Đây, cao 1m17 bò các bạn. Cao 1m17 bò. Đòn ngay giữa lưng là cao 1m17 bò nha các bạn. Cao 1m17 bò. Cao 1m17 bò nè các bạn. Cái dòng Gút nó có ngàn dữ lắm các bạn ơi. Có ngàn dữ lắm, cao 1m17 bò nè các bạn. Đít nè. Đây, đây đít nè, đít là cao 1m22.
ngay giữa lưng là cam X17, giá 46 triệu, giá 46 triệu các bạn. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video. Đây con được cút đầu trụi đòn dài lưng thẳng nè, xương cũng chà bá luôn các bạn thấy không, 13 triệu 500 ngàn các bạn, 13 triệu 500 ngàn. Dài hở nè, đầu to tròn dài, chân móng đồ hoàn thiện. Đó, dài hở nè, chân móng hoàn thiện, móng sò nè. Bây giờ đo cận cảnh anh em thấy luôn các bạn. Đây cao 1m08 bò các bạn, cao 1m08 bò. Đó, cao 1m08 bò nè các bạn. Đó, sau đích là cao 1m13, ngay giữa lưng là cao 1m08, giá là 13 triệu 500 ngàn các bạn, 13 triệu 500 ngàn. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.